Ok nha, hiện đại là nhà Bi vừa mới từ cái chỗ mà Ngọc Trai gì đó giờ về tới khách sạn. Thì khách sạn Bi là nằm trong cái khu mà Grand World gì? Grand World gì không nhớ nữa. Cái mà nó quán là có nhiều nhà nhiều màu gì đó là một nha. Đó ngay đó đó. Đó. Có cái nhà nhiều màu gì đó. Đó giờ vô khách sạn này. Vừa mới tới luôn nè mọi người. Giờ mình đi đâu? Cái gì mà đông dữ vậy trời, nắng nữa. A few moments later. Ê đi nhà ma mình về. Quá làm gan. Mới ăn cái kem gì mà nó đập kem gì mà nó để trên cái thau gì á gì cái bàn cho mọi người ngồi mấy người ta đập cái cùng ra kem à đó mọi người thấy cái thau vậy đó. Mới ăn cái kem á giờ nãy mới đi ăn xong giờ no quá. Ô, còn sắp được xem mọi người ơi. Mỗi năm ta nó phải qua 18 diễn viên, 6.570 show, 10.950 giờ diễn đại cảnh kéo dài 365 ngày. Sắc màu Venice là show diễn nghệ thuật thực cảnh 3 phương tiện. Rồi, đang xem cái gì mà cái gì biểu diễn gì nước gì đó trời, phải ra xếp hàng trước không? Đó, một đống người luôn mọi người. Nó đông ha. Đông thiệt chứ. Thank you.
Hello, xin chào mọi người. Đây là ngày thứ hai Bi ở Phú Quốc nha mọi người. Giờ nhà Bi là chuẩn bị đi ăn sáng. Đang đi ở trong cái khu gì mà Grand World gì nè đó. Sáng sớm mà cũng năm người. Ông Nguyễn mấy chữ người nhà trước là nhà Bi hết á. Nhà trước là nhà Bi hết, không có người ta đâu, nhà Bi hết á. Hello mọi người nha, bây giờ là ngày thứ hai Bi ở Phú Quốc nên là Bi chuẩn bị sẽ đi chơi ở cái gì mà đi tour du lịch ba hòn đảo vậy mọi người. Đó, đi đến đó chơi rồi tắm biển rồi ha. Đó, đến đó chơi rồi Bi sẽ quay cho mọi người xem nha. Bye bye, ở lộn vô tiếp nè. Nói là quay vậy thôi, chứ đi cano nhanh quá chẳng quay được gì. Mọi người ơi, đi cái tour đảo gì thôi mẹ ơi. Đi chơi mà sao giờ ai cũng mầm dầm á. Đi chơi mà mặc đứa nào đứa nấy thấy gớm quá. Mệt quá. Đi cái lát đi, nói lời coi lại cái ghê quá. Đây, mưa rồi mọi người ơi. Vui quá, mưa rồi. Mưa vui bên. Tôi ơi. Hello mọi người. Nên đi nhà tre Grand World. 2 hours later. Chào mọi người nha, hiện tại là Bi. Tôi My là gia đình đang đi cái gì? Công viên World of Wonder Win Wonder nha mọi người. Giờ đang đi vô mua vé. Lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian đúng không mọi người. Mình đang đi vô lâu đài nè mọi người. Đây hiện tại mình là đang đi vô lâu đài ở dòng Vin Wonder. Ôi mọi người đẹp quá mọi người ơi. Rồi đem đi tới cái chỗ này đẹp quá. Đã quá. Đi vô cái cổng đi nè không. Mọi người. Hiện tại là Bi đang thấy có con gì mà mặt nó cũng mùi. Đây Bi lại. Hey, người tại ơi đây, trong này có người. Bye bye. Người điên hả? Sao răng trắng bóc vậy? À đánh răng nhiều hả? Sao trợn mắt lên dữ vậy? Sao trận mắt dữ rồi? Chị. Hả? Bà quân đội chưa hả? Ba đi ba. Ba chân đi ba. Đi con ở đâu chú người ơi. À té mà cầm nhập bản đồ á. À đang ở lâu đài từ nãy. Đang ở lâu đài thì nói nha mọi người. Nào, dưới đây có mấy mông sen đồ nữa nè. Đó, thấy không? À, đẹp ba. À. Vô. Ê, còn ghế. Đi đủ rồi đó. Đập cho vui vậy. Ai cánh đó là chị. Để chị bám víu vô luôn. Quay lên. Đi vô nhà. Cung đâu đây chẳng đây.
Cô đầu uống đầu uống, xin chào con. Chào mừng quý khách đến với Hy Lạp Cổ Đại, xin được trò chơi được cánh như rớt nha. Đến với trò chơi này mình sẽ được trải nghiệm cảm giác bay lượn và nhào lộn trên bầu trời với tốc độ là 50 km/h trong thời gian là 2 phút 15 giây và độ cao mình sẽ là 20 m nha. Lâu rất là nhiều sẵn sàng hoặc trò chơi xin phép bắt đầu chơi mình chạy 70 80. Đây là mình chạy mấy 50. One eternity later. Ủa mình đi lộn chỗ hả? Ủa mình đi bằng đường nào hả? Ồ, đang ở đâu rồi mấy bạn ơi? Ất xíu à. Qua đây nè. Ủa, cứ lộn không vậy? Không nhân viên. Mày nhìn lên chỗ này rồi. Đưa vô đi. Đúng rồi. Cái format của này nó là như vậy á. Đi lối này để vào trò chơi. Rồi quẹo trái luôn, quẹo trái luôn. Ôi quên, cái gì vậy? À, vui. Cái gì vậy? Hô bì cô. Bò. Vô đây nè. À kìa, có người rồi. Ôi, nhìn nè.
không mấy mình im lặng đi đường, người ta nhìn mình kìa. Đi đi nhà ma. A few moments later. Các bạn nãy giờ chơi gì, xe tàu lửa rồi cái gì mà trong cái hầm gì các bạn thấy như thế nào bạn? Không bao giờ chơi lần nữa. Sao mày chơi cái trò kia mà chơi lần phát hai lần rồi sao giờ mày chơi lần nữa mày? Chơi cái bài gì? Ta cơ là có ba cấp độ tàu là mình đi cấp 1 chứ sao mình không đi cấp 2 mình chơi cấp độ thứ ba luôn rồi mày sao? Đâu lúc đó thấy mày ngồi yên mày cơ mày cũng sợ mà sao xuống đây mày mặc mày bơ phờ đi hết nổi rồi sao mày? Đỡ rồi, đều đỡ rồi. Dạ đỡ rồi hả? Ăn cái cây xúc xích xong đỡ rồi hả? Ừ. Nằm năng lượng hả? Trời ơi mấy bạn ơi, đầu tóc đủ hết rồi. Nhìn nè đó thấy không? Ôi, ơi, bây giờ Vi sẽ đi tham quan công viên thủy cung cung điện Hải Dương lớn nhất Việt Nam nha mọi người. Ủa xôi. Wow, trời ơi. Có cái ở ngoài, có cái ông nội ủng hộ này. Tôi nhìn nè mọi người. Trời ơi, trong đây mát chị má ơi. Ơi, quên cái này là gì nữa? Ê, cái gì à? Elsa này, đúng không? Này, đi đó Elsa rồi đó. Wow, ơi, cái này là gì vậy? Anh Giang. Ủa, cái này là cái gì? Đi làm này tiếng cá hả? Ê con kia cá nó cũ quá hả? Ê con kia bị gì nữa? Nó chết rồi. Còn con nó cá giả hay gì á? Con này nó bị gì vậy? Ủa đi đâu? Ui đi đâu rồi? Đi kìa. Đẹp quá à. Mọi người thấy mình giống mấy đứa này không? Báo xanh à. Cái ghê bị gì ấy? Ôi nhìn nè, nhìn nè. Con này to rồi, nó bơi chậm đi à. Nhìn bằng mấy con này hại quá. Nó lùn luôn kìa. Rồi mình thấy cái đường kho báu của Luffy nè mọi người. Luffy đã quên ở cái công viên thủy cung ở Vinwonder nè. Luffy đã quên á, để vô lộn giùm cho. Coi cá mặn cá nó mặn nó vậy. Đây này con này đó. Ôi mẹ ơi.
nhìn sợ hãi quá, nhìn nó trợn mắt, nó nhìn mặt ghê quá. Ở ngoài kia nhiều hơn kìa, ngoài kia một đống con luôn. Hai con kìa, hai con kìa. À, dễ thương quá à. Bên, 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 mày vô mày bơi nói bên. Mày vô mày bơi nói thấy mày giống nó. Ê, chưa xuống hầm được nè. Vui vui vui. Ha ha. À. Ê, coi không được. Sao không coi? Không coi được. Nè nè coi nè coi nè. Thấy gì không? Thấy gì không? Đi tiếp rồi. Có cái lỗ mà. Ở đó có gì không? Đi mày. Không thấy gì đâu. Mày có cái đuôi không à? Ồ, cái con mà mình ăn muốn cá nè. Muốn cá nha Trang là có nó. Ê, gì vậy? Gì vậy? Ủa là bi luôn mà. Con này là con cá đầu búa nè. Cá đầu búa. Con cá đó là mình nói bố mình đập gì đâu. Nhìn mặt bộ đồ với cái này y chang màu nhau. Nhìn bê giống mấy con cá rồi đó. Đây ơi. Ồ, này chắc. Này bên đây có cái mặt cười rồi. Này chắc mặt cười xin gì. Con cá này cá kiếm nè. Ủa là cá kiếm hả? À, cá sấu hỏa tiễn nè. Tao tưởng cá kiếm. Cái mũi đó kìa. Mà ở Amazon là mấy cá này thôi chứ. Này là hướng dẫn viên du lịch. Ủa đây là sao? Đụng được không? Đụng được không? Đụng được không? Anh chờ nó là cái quả cầu. Đây. Nó là cái quả cầu. Chị chửi đi ngơi đâu. Đây mèo mà chửi đi xong. Rồi các bạn ơi. Tụi mình đi đầu thai các bạn. Không thể thở nổi. Rồi thôi mấy bạn ơi. Mới đi chơi. Ơ, à, chụp hình nè. Chụp hình. Chụp hình đi, chụp hình lẹ mà. Ôi mấy rồi. Ôi các bạn ơi. Các bạn nhìn. Đang thở con rùa bự nhất Việt Nam. Ôi má. Trời ơi, tưởng cái đầu thai kìa. Ôi mẹ ơi. Nó ghê. Mệt quá. Ô. Ê mày, cái lối kiến trúc trong này có giống nhà thờ không mày? Vô. Đi đi ba. Anh này lâu đài tình ái hả?
Để em kêu bà ngoại em ra chụp nữa. Ở đây nè ba. Bên đứng yên bên. Ông này ông bị cục rồi nè. Chết chưa ông bị cục rồi. Trong đây có tôi à mọi người ơi, ông thấy gì hết á. Mình đang theo là cái nhiệm vụ cho mình là mình bảo vệ ông vua. Thôi cái đầu ta đi nè. Mọi người nha, giờ mình chuẩn bị đi đu quay này, cái tòa như kiểu này nên nãy thấy chơi cái gì vòng 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 thì sao mình xỉu pin nó hết nói được rồi mọi người. Nó đi nó bị hồn, nó còn đang ở kia kìa, giờ nó chưa về, nó kêu về. 500 ngàn. Sao pin mệt không pin? Mệt mày để đi đó. Sao pin tao sắp rớt, mày sắp rớt ra rồi sao mày cái bụng mày vậy rồi sao rớt anh Minh á. Là đu quay nha mọi người ơi. Bên đu quay đẹp không bên? Không. 500 đẹp không? Đẹp mọi người ơi, mọi người nhìn nè. Tới nữa lên cao đu quay. Đây, quên. Đây, cao. Rồi, quá trời đẹp luôn. Rồi, toàn cảnh Phú Quốc. Đây là Vin Wonder. Bên đây nữa. Đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá. Sao bên đẹp không bên? Đẹp. Một triệu đẹp không đúng không? Đẹp. Đẹp là to lên đẹp không? Đẹp. Đẹp á. Lâu mới nói gì mình đi đẹp đi, phải nhìn xuống dưới. Bên kia tụi mình ở hả? Bên đó là tụi mình ở hả? Đúng không ạ? À đúng rồi. Khu Grand World đúng không? Nhà bên đó là Grand World đúng không nhỉ? Đúng rồi, nó đó. Bà ngoại kìa. Thấy bà ngoại kìa. Dương Bin. Bin ơi. 500 này. Vô không? Không. 500. Chịu vô không? Vô. Con Bin thủy cung nè mọi người. Đó. To vậy đó. Này nhìn qua thôi chứ đi ở dưới to lắm. Trời ơi.